Thưa quý vị và các bạn, trong một số chương trình thời sự phát sóng vào tháng 9, tháng 10 năm 2023, chúng tôi đã phản ánh về vấn đề các lò mổ tồn tại trong các khu dân cư khiến người dân bức xúc. Đến nay, sau rất nhiều những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, ba cơ sở giết mổ lợn trái phép trong khu dân cư trên địa bàn phường Trần Phú đã dừng hoạt động. Các hộ đã đưa lợn vào cơ sở giết mổ tập trung. Niềm vui cùng bầu không khí trong lành đã trở lại với người dân tổ 13-14 phường Trần Phú. Sau khi Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang phát sóng các phóng sự về các cơ sở giết mổ lợn trái phép trong khu dân cư trên địa bàn phường Trần Phú, đặc biệt là sau khi đồng chí quyền bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã có cuộc tiếp trao đổi với đại diện các hộ dân về nội dung này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang và các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời kiểm tra đột xuất phát hiện 5 vụ vi phạm, tịch thu hơn 700 kg thịt lợn và xử phạt vi phạm hành chính 37 triệu đồng. Trong thời gian tới thì ngoài cái việc xử lý cũng như là tổ công tác tiếp tục tuyên truyền cho các hộ tuân thủ theo các quy định về công tác giết mổ tại địa bàn. Nếu các hộ cố tình vi phạm thì chúng tôi cũng cương quyết xử lý. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trần Phú, công an phường và hội cựu chiến binh tự quản của tổ dân phố thực hiện tuần tra liên tục từ 2 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Thời gian tuần tra kéo dài trong một tháng liên tục. Đến nay, ba cơ sở giết mổ lợn không phép trên địa bàn phường Trần Phú đã dừng toàn bộ hoạt động. Các hộ gia đình đã đưa lợn xuống các cơ sở giết mổ gia súc tập trung. Hiện tại bây giờ các lò mổ đã tạm thời là bọn tôi đã dẹp xong mà được đông đảo bà con nhân dân khu phố ở đây rất là đồng tình và rất là phấn khởi vì tuyến phố bây giờ đã đi vào rất là sạch sẽ, đảm bảo cái công tác vệ sinh môi trường. Tôi thay mặt cho các cựu chiến binh ở đây cũng có lời cảm ơn đến bí thư tỉnh ủy và bí thư thành phố và chủ tịch thành phố và các chủ tịch phường rất là quan tâm đến sâu sát và các đồng chí ở trên địa bàn, tôi gọi là rất thấy thoải mái cái không khí trong lành. Ngay sau khi các cơ sở giết mổ lợn gia súc chuyển đi, nhân dân phố Hà Huy Tập đã quyên góp hàng chục triệu đồng lắp camera an ninh để giám sát, thực hiện lắp bóng đèn cao áp. Bên cạnh đó, cờ hoa, đèn trang trí cũng được lắp đặt, tạo diện mạo khang trang sạch đẹp trên toàn tuyến phố. Cái Tết này là tốt hơn các Tết trước, bởi vì cái Tết trước là cái lò nó vẫn ở đây, nên là cái môi trường nó rất ô nhiễm. Bây giờ được quan tâm lên tỉnh ủy với các thành phố là chúng tôi đã giải quyết được cái vấn đề ô nhiễm. Việc thành phố Hà Giang và Ủy ban nhân dân phường Trần Phú quyết tâm xử lý các cơ sở giết mổ lợn trái phép tồn tại gần 20 năm qua là rất đáng ghi nhận và nhận được sự đồng thuận rất lớn của người dân. Điều này sẽ tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, đồng thời cũng thể hiện tính nghiêm minh, hiệu lực của công tác quản lý của chính quyền cơ sở.